Cho bản tin mới nhất về dịch Covid-19 tối ngày 1 tháng 3, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Kinh hoàng, thế giới sắp xỉ 6 triệu ca Covid-19 tử vong, hơn 436 triệu ca mắc. F0 tăng hơn 81.000 ca một ngày, y tế chống đỡ thế nào? Bộ Y tế chính thức tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều 0,2ml. Lần đầu tiên số ca mắc trong ngày ở Sơn La vượt 3.000. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin. Kinh hoàng, thế giới sắp xỉ 6 triệu ca COVID-19 tử vong, hơn 436 triệu ca mắc. Ngày 1 tháng 3, thưa quý vị, theo số liệu thống kê của trang mạng Worldometer.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1 triệu 104.888 trường hợp mắc COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.104.844 trường hợp mắc COVID-19, 4.026 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 436,9 triệu ca, trong đó hơn 5,9 triệu người tử vong. Biến thể mới đang khiến đổ thị dịch COVID-19 đảo chiều. Dù vậy, sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh bắt đầu giảm trên phạm vi toàn cầu. Những vùng bệnh nóng nhất nằm ở châu Âu, châu Á khi dịch tái bùng phát, số ca mắc mới vẫn cao ở nhiều nước thuộc châu lục này. Song, ngày càng nhiều nước thông báo nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt. Trong một ngày qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc cao nhất trên 136.000 ca, trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với xấp xỉ 700 ca. Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 367 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực trên 63 triệu ca. Trên 75.000 ca hiện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 28 tháng 2, thế giới có 92 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới. 68 quốc gia trên vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh. Theo thống kê của trang worldometer info tính tới 23 giờ 59 phút ngày 28 tháng 2, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ghi nhận thêm 192.784 ca mắc mới COVID-19, 473 ca tử vong. Trong ngày 28 tháng 2, Việt Nam có số ca mắc mới trên 80.000 ca, cao nhất khu vực và thứ hai châu Á, trong khi Indonesia ghi nhận nhiều ca tử vong nhất, 262 ca. Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua diễn biến phức tạp và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Philippines và Việt Nam vẫn căng thẳng so với các nước khác. Một ngày qua, Hiệp hội ASEAN có 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19, đó là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron khiến nhiều nước Đông Nam Á tăng mạnh số ca mắc bệnh. Hiện có ít nhất 9 thành viên ASEAN ghi nhận các ca nhiễm Omicron. Tuy vậy về cơ bản các nước đang ngày càng khống chế tốt đại dịch và số ca tử vong không quá cao. Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Điểm nóng này hạ nhiệt nhanh chóng trong vài tháng trước, song những ngày qua dịch bệnh leo thang trở lại khi số ca mắc mới tăng vọt. Tại những nước có tình hình dịch bệnh thuyên giảm như Mỹ, bang New York quyết định chấm dứt quy định đeo khẩu trang tại các trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em từ ngày 2 tháng 3. Các quy định mới được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ ngày 25 tháng 2 nới lỏng các hướng dẫn về việc đeo khẩu trang trong nhà trên hầu hết cả nước. Hướng dẫn mới nhất cơ quan này liên quan đến môi trường học đường khuyến nghị chỉ nên đeo khẩu trang ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao thay vì sử dụng biện pháp phòng dịch này ở mọi nơi. Thị trưởng New York Eric Adams ngày 27 tháng 2 cho biết, thành phố sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang học đường vào ngày 7 tháng 3 nếu không có đột biến trong các ca COVID-19 từ nay đến ngày 4 tháng 3. Tin tiếp theo, F0 tăng hơn 81 ca một ngày, y tế chống đỡ thế nào? Thưa quý vị, trong một tuần, cả nước ghi nhận hơn 81.000 ca mắc mỗi ngày, riêng hôm qua có đến 122.000 trường hợp. Tại Hà Nội, trung bình mỗi ngày ghi nhận 10.000 ca mới, tăng 135% so với 2 tuần trước. Những ngày qua, F0 một số nơi không liên lạc được với y tế phường, người dân phải xếp hàng xin xác nhận F0 hay hết thời gian cách ly hoặc chưa được chuyển tầng kịp thời khi trở nặng. Có phường số F0 lên đến hàng nghìn, trong khi nhân viên y tế chỉ có 8-10 người. Nhiều y bác sĩ mắc bệnh không tiếp tục làm việc. Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá hai tuần tới là thách thức rất lớn với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp đưa ra giải pháp phù hợp. Hiện bốn bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn, đa khoa Đức Giang, Sanh Pôn, Hà Đông là tuyến đầu được Sở Y tế Hà Nội ra phụ trách điều trị, phối hợp các bệnh viện tuyến dưới chuyển tầng. Trong đó, Thanh Nhàn đang điều trị gần 350 F0, bao gồm 70% là bệnh nhân nặng, mỗi ngày trung bình tiếp nhận 20 ca, 250 giường ICU tầng 3, 100 giường ICU tầng 2. Đức Giang đang điều trị hơn 400 bệnh nhân, 150 bệnh nhân nặng. Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Hà Nội điều trị khoảng 170 bệnh nhân nặng. Lãnh đạo các bệnh viện này cho rằng hầu hết người nhập viện đều cao tuổi, nhiều bệnh lý nền, chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều. Họ đang được nhân viên y tế dồn lực điều trị, chăm sóc. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn của các bệnh viện hiện nay, nhân viên y tế bị mắc COVID-19 khá nhiều. Riêng bệnh viện Đức Giang ghi nhận hơn 200 y bác sĩ nhiễm, thanh nhàn khoảng 9%. Nhiều trung tâm y tế đang hao hụt nhân sự. Nhân viên y tế là F0 tiếp tục tăng khiến lượng công việc vốn dĩ quá tải nay càng thêm áp lực. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện đa khoa Đức Giang nói: Để giảm tải công việc cho nhân viên y tế, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đang linh hoạt áp dụng hình thức khai báo xét nghiệm dương tính như gọi video test hoặc gửi video test và nhóm liên lạc trực tuyến F0 của phường. Các phường mở nhiều kênh hỗ trợ F0 từ xa như mạng lưới thầy thuốc đồng hành, trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc tại nhà, đội y tế cố định hoặc mô hình các nhóm chăm sóc F0 tại từng tổ dân phố. Các nhóm này phối hợp với trạm y tế phường hỗ trợ F0. Phường vận động thêm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ trực 24 trên 24 để giải quyết vấn đề của người dân. Trả lời phỏng vấn, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết F0 điều trị tại nhà chiếm 96% tổng ca nhiễm, số còn lại đang điều trị ở bệnh viện tầng 2 và 3. Tỷ lệ bệnh nhân nặng đã giảm so với trước nhưng sắp tới có thể tăng do F0 mới tăng nhanh, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị thêm giường bệnh. Về việc này, chiều hôm qua, Sở Y tế Hà Nội họp với 35 bệnh viện điều trị COVID-19 để đánh giá năng lực ở tầng 2, tầng 3. Bên cạnh các bệnh viện thành phố, Hà Nội huy động thêm cơ sở y tế của Trung ương, trực thuộc bộ ngành, tổng cộng 2180 giường cho bệnh nhân tầng 2, 3, hiện mới sử dụng khoảng 1000 giường. Như vậy hạ tầng y tế đủ sức chăm sóc F0. Chiến lược chống dịch của thủ đô hiện không tập trung quá nhiều và ngăn chặn lây nhiễm mà chuyển hướng sang điều trị sớm ca chuyển nặng, qua đó giảm tỷ lệ tử vong. Để tránh việc quá tải, Hà Nội đã hạ tầng điều trị F0 theo tiến triển bệnh, tức là bệnh nhân tầng 2 và 3 chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà tự cách ly điều trị thay vì phải chờ đủ 10 ngày để xuất viện như quy định của Bộ Y tế. Việc này giúp tiết kiệm được giường bệnh cho F0 mới nhập viện cũng như giảm tải cho nhân viên y tế. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Bộ Y tế chính thức tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi liều 0,2ml. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 457 quy trong đó quy định vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là loại do Pfizer sản xuất, liều lượng 0,2ml. Theo đó, quyết định số 457 sửa đổi điều 1, quy định số 2008 phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Trong quy định 457 có hiệu lực từ ngày hôm nay, vaccine COVID-19 được phê duyệt có tên Comirnaty, tên khác Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Về thành phần hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, Người từ 12 tuổi trở lên được tiêm mỗi liều 0,3ml chứa 30 mg vaccine mRNA COVID-19 được bọc trong các hạt nanolipid. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mỗi liều 0,2ml chứa 10 mg vaccine mRNA COVID-19. Về dạng bào chế, đối với vaccine COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên, hỗn dịch đậm đặc pha tiêm và hỗn dịch tiêm. Đối với vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hỗn dịch đậm đặc pha tiêm về quy cách đóng gói, đối với vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, một khay chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều. Một hộp chứa 25 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều. Một hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ chứa 6 liều. Đối với vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, một khay chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều. Một hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều vaccine COVID-19 do công ty Pfizer Manufacturing Belgium NVB, BioNTech Manufacturing GmbH của Đức, Pharmacia and Company LLC Hoa Kỳ, Hospira Incorporated Hoa Kỳ sản xuất. Quyết định 457 này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3, bãi bỏ quyết định số 4035 quy đề BIT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Lần đầu tiên số ca mắc trong ngày ở Sơn La vượt 3.000. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 3, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, trên địa bàn ghi nhận thêm 3.087 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ngày đầu tiên địa phương này ghi nhận số ca mắc kỷ lục với hơn 3.000 bệnh nhân. Theo đánh giá của CDC Sơn La, đa số các ca mắc đều được phát hiện tại cộng đồng và đã tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm cao. Lũy kế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, Sơn La phát hiện 28.209 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.029 ca khỏi bệnh, 6 ca tử vong. Hiện toàn tỉnh có 14.508 người đang theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe cộng đồng. Thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, số ca mắc cộng đồng tăng nhanh nên nhu cầu mua các thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch của người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La cao, nhất là các loại kit test nhanh xét nghiệm COVID-19. Khảo sát tại một số hiệu thuốc, đa phần khách hàng đều đến để tìm mua các bộ kit có xuất xứ từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, lượng hàng này đang khan hiếm, một số nhà thuốc đã bắt đầu tăng giá bán, nhất là với loại kit test bằng dịch họng hầu và dịch mũi, giá tăng trung bình từ 10.000 đến 30.000 đồng một bộ. Nhiều cửa hàng khác cho biết không có kit test nhanh COVID-19 để bán và đang trong tình trạng đợi hàng về. Ông Trần Trọng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế và các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc kinh doanh kit test nhanh xét nghiệm COVID-19 theo đúng các quy định của pháp luật. Lực lượng thanh tra Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc kinh doanh tất cả các thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh thuốc các cơ sở quản lý điều trị COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt là kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, giá bán các loại khẩu trang y tế, thuốc điều trị, kit test nhanh, xét nghiệm COVID-19. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, việc xét nghiệm COVID-19 chỉ thực hiện khi có một trong số các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi hoặc khó thở. Người không có triệu chứng như tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc bị nghi ngờ có nhiễm bệnh người tham gia vào các hoạt động làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 và không ở cách xa những người khác ít nhất 2 mét như đi du lịch, tụ tập đông người hoặc trong nhà đông đúc. Vì thế, người dân cần nắm rõ các quy định để sử dụng kit test nhanh hợp lý, tránh gây lãng phí tốn kém. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra thị trường các loại khẩu trang y tế, thuốc điều trị COVID-19, kit test nhanh xét nghiệm COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.